Yo, tiếp tục với series The Walking Dead nhưng không còn Rick nữa Thế là sau bao nhiêu mùa tranh đấu giữa người với người Đấu tranh với bản thân tìm ra đạo đức trong tận thế Thì mùa 10 này họ lại phải đánh nhau với zombie Nhưng bây giờ nguy hiểm hơn dưới bàn tay thao túng của lũ thì thầm The Whisperer Mùa này chúng ta chia tay với Michonne để cho cô về với Wakanda Một cộng đồng mới được tìm thấy Còn lại thì là hành trình rất là chán của tình bạn giữa Carol và Daryl Ok vào phim Sau khi vượt qua mùa đông ở cuối phần trước Các cộng đồng có thời gian phát triển yên ổn tăng cường luyện tập phối hợp chiến đấu bắt đầu chia ra các binh chủng như là đế chế khiên đầu giáo theo sau cuối cùng là cung thủ nhưng mà trong lúc bọn trẻ con chơi trên bãi biển thì chúng tìm thấy một chiếc mặt nạ da người của bọn whisperer thế là ai cũng nghĩ là bọn này đã xuất hiện lại và ngay lập tức cảnh báo cho alexandria cái thù quay lại khiến aaron trở nên khó ở khao khát phục thù mãnh liệt như nước sông đà nhưng mà đã quá nhiều bài học về việc bất chấp trả thù như thế nên là giờ anh phải nhịn nhịn nữa nhịn mãi ít nhất thì đánh nhau cũng phải biết kẻ địch ở đâu đã lúc này thì đội tìm kiếm phát hiện ra một trại trinh sát cũ của bọn whisperer chứng tỏ là nguy hiểm thực sự đang rình dập đúng lúc đấy thì một vệt sáng cắt ngang bầu trời ngược lại vài phút trước ở alexandria thì rosita đã đẻ con rồi tên là coco nhà này buồn cười phết eugene là người chăm sóc coco chính này còn bố đứa bé là sidic thì chăm vụ này người yêu của bà mẹ là gabriel thì chả quan tâm luôn lydia thì vẫn phải sống trong sự phân biệt negan thì được thăng hạng tù nhân bây giờ được ra ngoài lao động rồi sau khi nghe được tin về lũ thì thầm hội đồng ngay lập tức tổ chức cuộc họp người bị ảnh hưởng nhất bởi tin này là sidic ảo giác về cuộc đồ xác của alpha cứ bám lấy anh bám từ tập này đến tập khác làm tôi cứ tưởng là nó có ý nghĩa cao cả lắm cơ sidic có một tên phụ tá là dante thằng này sau này phản bội nói thế luôn cho nó vuông lúc này thì negan yêu cầu gặp gabriel để nói việc mọi người dẫn cá chém thớt lydia hai là bảo gabriel quyết đoán thông báo cho mọi người vụ thì thầm thế thì người dân sẽ cảm thấy gabriel đang bảo vệ họ lúc này thì cái vệt sáng trên trời xuất hiện lập tức liên lạc với Michon Lại phải quay ngược thời gian một tí Thì Ezekiel và Daryl đang đứng đợi ở cảng Để đón Carol ra khơi về Tình hình là đôi Ezekiel và Carol đã tan vỡ rồi Nhưng mà Carol thì cũng không tiến đến với Daryl Người thương của Daryl là Connie Người chị câm trong nhóm của Magna Daryl thông báo về vụ từ Whisperer Nhưng mà Carol muốn trốn tránh vụ này Daryl tôn trọng và cả hai quyết định đi đấm vài con zombie cho nó vui Tôi nghĩ là để vui nhất thì hai người nên ghé qua 360 Boutique nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Hiện đang có chương trình giảm giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần Âu chuẩn form, chất vải xịn mịn, lại còn may từ vải cotton tông lạnh mềm mịn, không chỉ thừa, không nhăn, cũng ẩn tinh tế. Thoải mái tha hồ chạy trốn sinh tồn cả ngày, không lo nóng bí, không lo zombie nắm cúc quần mà kéo lại, không lo nhăn nhúm mất thẩm mỹ khi vượt núi nội sông, lại còn dễ phối đồ để ăn mặc thời trang kể cả khi hậu tận thế. linh chi tiết ở phần mô tả và bình luận. Hai người lần theo một con hươu đến biên giới lãnh thổ của lũ thì thầm ngay phía trước là mấy con zombie Daryl ra hiệu bỏ đi thế là Carol khó chịu tại vì mọi người phải nghe lời bọn bảng chữ cái thế là hai người ngồi lại đúng lúc đấy thì vệt sáng xuất hiện nó là một cái vệ tinh rơi xuống vùng lãnh thổ của Alpha đám cháy bốc lên buộc cư dân của Ocean Side phải vượt biên để dập lửa cùng lúc đấy thì phải chiến đấu với lũ zombie bị thu hút đến và còn phải để ý xem là Alpha có tấn công hay không may mà mọi chuyện diễn ra yên ổn Daryl dẫn Carol đến cái khe mà Alpha cho anh xem hồi trước nhưng mà giờ là bãi đất trống không chứng tỏ là Alpha đang có âm mưu gì đó thế là daryl không cho phép carol trốn tránh nữa đúng lúc đấy thì alpha xuất hiện rồi nhìn carol qua khe núi như là naruto với sasuke giờ đây chúng ta hãy ngồi yên để nghe về khởi nguồn của the whisperer hồi đấy thì alpha dẫn lydia đi diễn cùng với bầy zombie nhưng mà con bé chưa đủ cứng để sống như thế nên là thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn phải trọ lại trọ như cháy thế là họ gặp được beta ở một bệnh viện và vẫn là cái phong cách giấu mặt đấy thế này thì đồng ý cho hai mẹ con ở lại miễn là đừng có đi về phía hành lang của tao alpha để lydia lại một phòng ngủ còn bà ta thì đi loanh quanh sửa lý zombie. Beta thì cũng giúp đỡ, thế là alpha bắt đầu chiêu trò tẩy não. Beta thì thích cái âm thanh của cái chết và alpha để mời hắn gia nhập hành trình của xác sống Ngay hợp nhau phết mỗi tội là alpha muốn xem mặt thì beta không cho nửa đêm hôm đấy lydia thức dậy ngồi bôi hết thịt zombie lên người rồi chui vào cái hành lang của beta không hiểu là các bọn trẻ con này làm cái gì làm cho alpha phải tỉnh dậy máu đi tìm và bị beta bắt gặp alpha còn nhanh tay xử lý luôn bạn thân của beta dù chỉ là xác sống beta phát điên lên đập phá mọi thứ và định đập luôn cả alpha phép màu nào sẽ cứu alpha đây và phép màu đó gọi tên phép màu trẻ thơ Lydia xuất hiện bảo là mẹ ta đang cứu mày đấy Thế là xong Beta đi theo Alpha đến hết cuộc đời này luôn Alpha cởi mũ beta rồi cười khẩy hóa ra là người bạn Alpha mới đề nghị là beta lột ra mặt bạn thân để được ở bên nhau mãi mãi và thế là the whisperer ra đời beta thì trở thành tay đấm đắc lực nhất của Alpha chuyên đi dụ zombie về lần này thì beta đi cùng hai chị em mà cô em chính là người mẹ đã bỏ con lại ở hilltop sau vụ đấy thì cô này có vẻ bị đần đi làm ăn vỡ làm ăn vẩn mất tập trung các thứ nên là bị beta mang ra trừng phạt nhưng mà Alpha lại tha thứ Tại vì cô này mới mất con nhưng mà như thế thì lại trái ngược với luật của đàn thế là Alpha bí mật cặp riêng cô này và làm cái gì đấy khiến cô này hét lên cơ bản là để cho bọn bên ngoài nghe thấy chứ trông cô này chả bị làm sao cả nhưng mà beta thì chưa hài lòng bày đàn cần phải có được một bài học thực sự cơ mà cô kia thì bị tẩy não hoàn toàn lại còn bảo với mọi người là alpha đã hy sinh con gái để bảo vệ mọi người ngay hôm sau lúc vệ tinh rơi alpha lúc này đang dẫn đàn zombie cùng beta và hai chị em đúng lúc đấy thì một con zombie đeo cái điệu trẻ con xuất hiện làm cho cô em phát điên tấn công alpha và người cứu Alpha Để cô em xuống hố lại là cô chị trong là mấy nhân vật phụ là mệt khi cô em cô chị nghe như tấm cám may mà con chị được Alpha ban tên nhờ chiến công ban nãy nên là bây giờ chúng ta có thể gọi là Gamma Beta thì không thích cái việc này nên là đi tìm Alpha để nói chuyện thế là hắn phát hiện ra là Alpha vẫn vương vấn con gái nhá và Lydia thì vẫn còn sống hổ dữ không ăn thịt con rốt cục thì Alpha vẫn là một người mẹ nhưng mà bà cũng là Alpha của đàn thì thầm thế nên là việc đánh chiếm các cộng đồng khác vì bị xâm phạm là điều buộc phải làm trong lúc này ở Alexandria từng đàn zombie ập đến tấn công liên tục ai cũng mệt mỏi để vì chém hoa quả chơi suốt ngày quá 180 phút thậm chí là đàn zombie bắt đầu tấn công từ nhiều hướng khác nhau lúc này thì gamma xuất hiện yêu cầu mọi người tới gặp alpha thế là mọi người bắt đầu họp xem là có nên đi hay không đi đi à thì khuyên mọi người là nên đi đi tại vì alpha chỉ đang cảnh báo thôi chứ còn nếu mà làm thật thì cả bọn nằm dưới các chân zombie rồi thế là mission quyết định đi nói chuyện quân ở nhà thì một là do gabriel lãnh đạo một là do aaron chỉ huy phụ trách tiêu diệt hai đàn zombie ở hai hướng carol lén mang theo một khẩu súng và nấp thuốc để tỉnh lại lúc này thì chiến binh của alexandria mệt mỏi lắm rồi gabriel liền bắt negan đi cùng aaron để xử lý bọn xung quanh đêm hôm đấy nó mission đến biên giới phía bắc và đặt hết vũ khí xuống đất như yêu cầu của alpha bà này chất vấn và những lần họ vượt biên kể cả vượt để dập lửa thì cũng không được và họ sẽ phải trả giá bằng cách là phải cắt đất để cầu hòa nhưng mà carol bật ngay tại vì có súng sâu đít mà mỗi tội lúc bắn thì mission cản lại xong rồi lại lấy lý do mất con ra để xin lỗi thế này thì giống naruto với sasuke rồi mỗi, mỗi tội là hai bên một sống một còn tối hôm đấy thì cả nhóm qua đêm trong một nhà kho và cô loại nốc thêm nhiều thuốc để tỉnh táo nốc đến mức mà bị ảo giác luôn Daryl muốn đổi ca nhưng mà Carol cố chấp gác tiếp cô bất chợt nhìn thấy hình bóng một người rồi ngay lập tức đuổi theo nhưng đó là một cái bẫy mà an phá dựng lên Carol sau đó được đưa về Alexandria để chữa trị ở đây thì Negan vẫn đồng hành với Aaron dọn quái nhưng mà Aaron thì ghét Negan ra mặt vì Eric người yêu của anh phải hy sinh trong cuộc chiến chống lại Negan Negan thì bảo là Aaron là gà không bảo vệ được người yêu chắc chắc cái gì Aaron cũng sấn tới bảo là Negan cũng bảo vệ được vợ quái đâu thế là Negan tức quá để mặc Aaron vật lộn với hai con zombie một trong hai con này có cỏ độc mọc trên người làm Aaron gần như là mù Negan trái vết bến đâu mất thế là Aaron mò mẫm vào cái nhà gần đấy trùng hợp là Negan lại ở đấy thế là quyết định giúp Aaron xử lý mấy con zombie luôn bảo vệ anh qua đêm sáng hôm sau thì mắt của Aaron được hồi chiều đàn zombie ở Alexandria cũng được dọn dẹp hết vì quá mệt mỏi nên là Rosita gắt với Eugene bảo anh là cái thằng crush để rách thế là Eugene tự ái bỏ đi luôn lúc này Carol tỉnh dậy và nói ra vụ tấn công của Alpha nhưng mà Michonne thì tin đấy là chỉ là ảo giác thế là Carol phải đi chút nỗi lòng với Daryl nhưng mà Daryl cũng chỉ à ừ cho bạn vui thôi đêm hôm đó thì Hugh Top bị đổ cây và ai cũng tin là đấy là do Alpha làm nghe thì oan uổng như cô hồn tháng 7 nhưng mà cây đang khỏe mạnh lại đổ trúng nhà người dân thì đáng nghi thật mọi người hy vọng là Ezekiel sẽ làm gì đó nhưng mà Ezekiel chỉ làm thinh thế là Yumi của nhóm Magna đành chịu đứng ra chỉ huy. Những vụ tấn công của bọn thì thầm lần này khiến Lydia ngày càng bị phân biệt đối xử ở cộng đồng. Lúc này thì Michonne đưa mọi người đến Hilltop và bắt gặp Ezekiel lang thang vào rừng. Cô liền rời đội đuổi theo và phát hiện là Ezekiel đang muốn chơi nhảy cầu. Ezekiel cảm giác là ông đang ngày càng thất bại và bất ngờ chưa hôn nhau này. Cơ mà hai người quyết định là yêu nhau ở kiếp sau và sau đó là màn hiêu linh lẫn nhau. Trong khi hai cán bộ đang mải chim chuột thì Hilltop bị zombie tấn công. Nhóm Magna phải ra ngoài để bảo vệ bức tường mới dựng chỗ cây đổ. Ở Alexandria thì Lydia quyết định trả đũa bọn bắt nạt nhưng mà làm thế thì chỉ khiến cô bị ghét hơn. Daryl khuyên là mặc kệ mà sống nhưng mà Daryl có phải là người bị bắt nạt quá đâu. Tối hôm đấy Lydia bị phục kích, Negan bất ngờ xuất hiện giải cứu nhưng mà quá tay là một đứa bị tỏi. Thế là người gây án lại là Negan Tiếng nói của Lydia đây cũng chả giúp được gì cả Duy chỉ có Daryl là vừa có quyền vừa quan tâm đến Lydia Anh đến nói chuyện với Negan Chất vấn là tại sao lại cứu cô bé Negan thì bảo là hắn không bao giờ hại trẻ con Và hắn tin là cứu cô bé là đúng đắn Thế là Daryl hứa cho hắn cơ hội để giải thích trước cộng đồng Lúc này thì chiến trường ở Hilltop trở nên căng thẳng Tường thành sụp đổ Buộc mọi người phải lao ra xử lý quái Daryl sau đó kể chuyện Negan cho Michonne Và cô bắt anh phải bảo vệ Lydia Vì cô bé là lý do Alpha chưa tổng tấn công họ Thế là Daryl đem ý kiến của Michonne đến hội đồng thơ mà làm gì còn người nào mà xét với xử Negan đã trốn thoát Lydia thì thản nhiên thừa nhận và chui thẳng xuống nhà tù nằm thứ ra không phải cô bé làm nhưng mà ai cũng nghĩ thế nên là thôi nhận luôn cho nhanh lúc này thì Ocean sai cũng gặp dấu hiệu của lũ thì thầm nên là Michonne sẽ tập hợp một đội đến giúp Eugene thì quyết định ở lại Hilltop còn Michonne thì mang Luke và Judith đến Ocean sai trong lúc này Kelly em của Kony đang gặp nạn vì đang đi săn thì tự nhiên tai lại có dấu hiệu điếc dần Negan thì đang lang thang ở bên ngoài và gặp được một fanboy trong là con cái nhà ai ở hội xây cũ lúc này thì Daryl và Sid Dick đến Hilltop để nghỉ ngơi trong hành trình tìm Negan. Cái đội đi săn đã về và Connie phát hiện ra là Kelly đã mất tích và Daryl chưa kịp nghỉ gì đã phải đi cùng Connie ra ngoài tìm. Magna cũng bám theo sau. Sau một hồi lâu thì họ cũng tìm được Kelly còn sống. Lúc này thì mới lộ ra việc là Kelly và Magna giấu một chút đồ của Top đi tại vì hai người không tin tưởng Top. Nhưng mà vì nể Connie nên là Daryl cũng không nói gì cả sau đó thì bọn họ quay về với Hilltop yên bình và chúng ta quay lại với Negan đang lang thang với thằng fanboy cu kia này trộm được cả cái áo ra từ Alexandria về nhưng mà Negan không mặc tại vì Negan bây giờ đã thay đổi không còn như Sơn nữa rồi hai người tiếp tục đi lang thang khắp nơi thì nghe thấy tiếng hét và cứu được hai mẹ con tên fanboy thì dục Negan đập cười cấp của thế là Negan tức đuổi đi luôn Negan sau đó làm quen với thằng con các thứ ăn ủi chính ra thì ông này từ trước giờ lúc nào cũng tử tế với trẻ con sau đó thì Negan tạm biệt hai mẹ con chỉ để sau đấy thằng fanboy quay lại xử cả hai rồi tự hào đấy là gang gang đấy là Negan Negan phát hiện ra cày năm xử luôn thằng cu kia rồi lại quyết định cầm gậy mặc áo ra đi luôn lúc này thì Aaron cũng đi tìm Negan và phát hiện ra Gamma cô này đang đầu độc nguồn nước bằng nội tạng của zombie Gamma quay về đòi thêm một con zombie nữa tên này tò mò sao là Alpha không dùng chiến thuật biển người nữa nhưng mà đơn giản là vì như thế sẽ phí tài nguyên zombie và tiếp theo là Alpha muốn họ tự sụp đổ để cho bầy thấy được là cuộc sống của họ chỉ là vọng tưởng Gamma lại quay lại tiếp tục công việc nhưng mà trong lòng thì khó chịu với Alpha lắm thế là cô bị dao cứa vào lòng bàn tay rõ ràng như thế thế thì Gamma sẽ biến thành zombie vì con dao đã dính máu độc nhưng thôi kệ đi Aaron xuất hiện và ném cho cô cái băng thế là tình hữu nghị bắt đầu nhưng mà Gamma quay lại về bảo vệ Alpha thế là bà ta ra cho cô nhiệm vụ moi thông tin từ Aaron lúc này ở Hilltop Sidik phát hiện ra Ezekiel có cục to đùng một cổ Ezekiel mới kể là ba đời nhà ông bị ung thư tuyến giáp nhưng là bị như này thì cũng bình thường thôi nhưng mà giờ thì làm gì có cái gì mới chữa Sidik thì cố gắng khuyên ông tiếp tục đấu tranh giống như anh đã cố gắng đấu tranh với ám ảnh của Alpha mặc dù là ám ảnh không chết người còn ung thư thì có không mà về sau ông ung thư thì sống còn ông ám ảnh thì Siddick muốn để cho Izikir nói chuyện lại với Carol, nhưng mà vị vua không đủ dũng cảm để đối mặt với vợ cũ. Tối hôm đó thì Negan đang lang thang trong rừng thì bị bọn thì thầm bắt được. Sáng ngày hôm sau ở Alexandria, Carol xách đồ đạc đi ra ngoài, thế là Daryl bám theo sau. Carol ban đầu bảo là đi tìm Negan, nhưng mà thực chất là đi tìm chỗ để cất đám Army of the Dead của Alpha. Chẳng qua Negan thì cũng đang ở cùng bọn thì thầm thật, thậm chí là còn muốn nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Beta thì cực kỳ ghét cái mồm của Negan, nhưng mà Beta vẫn phải mang hắn về. Thế là Negan trở thành thực tập sinh của thì thầm với với nhân viên hành chính là beta phương châm là việc nặng để hết cho lính mới nhưng mà beta lại còn ghét Negan thế là trong lần thực tập dụ đàn zombie beta dồn Negan vào đường tử bỏ mặc anh bị đàn zombie bao vây nhưng mà thế làm sao mà hạ được Negan hiên ngang quay về từ cõi chết x... rồi quỳ gối thuần phục alpha Lúc này thì Daryl và Carol đã thấy được dấu vết của bọn thì thầm và lén theo dõi chúng Nhưng mà Carol lỡ tạo ra tiếng động nhỏ khiến cho zombie đi chạy khỏi đàn Và thế là lũ thì thầm tản ra để kiểm tra Daryl lại dùng phương pháp truyền thống để né zombie Carol thì chơi hết tay bắt thêm một tiền thì thầm về ở alexandria người người bắt đầu đổ bệnh sidic cố gắng chăm sóc từng người một mặc dù dante cố gắng giúp đỡ hết sức nhưng mà tình hình cũng không khả quan cho lắm ngược lại thì eugene ở hilltop đang nỗ lực qua tin đờ trên sóng radio thử hết tần số này đến tần số khác lúc mát được người thì mừng lắm hai bên nói chuyện nhiệt tình nhưng mà nhất quyết giữ bí mật về nơi ở thông tin cá nhân thế là eugene đề nghị nói chuyện thêm để tạo dựng lòng tin xong rồi sập luôn cái bẫy tình yêu bên nhà gái yêu cầu là phải giữ bí mật nếu như mà có tiếng người lạ xen vào thì coi như là mọi chuyện chấm Dứt. quay lại với Sidic đang rất cố gắng chữa bệnh nhưng mà người bệnh vẫn cứ yếu đi lúc này thì tên tỳ thầm được đưa về Carol lên hỏi ý của Lydia cách moi thông tin từ hắn đúng lúc đấy thì Gabriel xuất hiện cáu gắt vì Carol lại tự ý hành động và chả hỏi ai Gabriel yêu cầu giữ mạng sống cho tên thì thầm và anh sẽ tham gia tra khảo cùng Lydia bảo là ý chí người nghèo này cứng rắn lắm nên là phải cho tên này sướng đến mềm người ra rồi thích làm gì thì làm thế là tên thì thầm được chữa bệnh lại còn được Carol tự tay phục vụ riêng mang cho vài miếng bánh mì phết mứt nhưng mà tay kia outplay luôn nhổ ngay bánh mì vào mặt Carol và bảo là cách sống của chúng mày thật là yếu đuối Carol thì mất kiên nhẫn chuyển qua tra tấn luôn nhưng mà tên này đột nhiên lại khoe ra điểm yếu của Whisperer đấy là Alpha đã nói dối việc hy sinh Lydia thế là Carol muốn lợi dụng Lydia để bẻ gãy tên này nhưng mà đêm hôm đó tên thì thầm đổ bệnh khi bác sĩ đến thì tắt thở luôn hóa ra là Dante đã bốc nhầm thuốc dưới sự chỉ đạo của Sidic. Trong lúc đó thì Eren lại tiếp cận Gamma hoặc ngược lại dù sao thì cả hai bên cũng muốn gặp nhau Eren dùng kế là chăn ấm đẹp êm đồ ăn ngon để dỗ dỗ Gamma bỏ luôn cái bộ lạc cho nó sướng thậm chí là còn tặng Gamma bức tranh con gái anh vẽ khi mà Gamma quay lại báo cáo Alpha khiến cho cô nghĩ rằng Eren đang làm cô yếu đuối thế là Gamma quay ngược lại để trả bức ảnh tôi thắc mắc chả hiểu sao Eren vẫn ở đây Gamma bất ngờ tấn công anh nhưng mà Carol xuất hiện đi kèm cô chính là Lydia thế là Gamma nhận ra trò lừa đảo của Alpha trốn một góc cây một thút thít Lydia để nhận ra là mình đã bị lợi dụng nên là quyết tâm bỏ đi thôi xong cái này kiểu gì Đero cũng giận CD lúc này quay lại bệnh viện thì phát hiện ra bà bệnh nhân thân thiết của anh đã hẹo Dante thì đang đào huyệt sẵn luôn rồi tinh thần CD lại bất ổn sau khi biết tin anh lao xuống hồ nước cho nó mặn mòi từ da rẻ may mà có Rosita nhảy xuống cứu mặc dù là cô này mới ốm liệt giường tập trước nhờ những thứ rất là không liên quan CD nhận ra là nguồn nước có vấn đề và biết được là van nước bị vặn ngược khiến mọi người phải dùng nước bẩn và CD lại nghĩ là đấy là do anh làm khi mà tinh thần bị bất ổn CD bần thần đến tối thì Dante đi vào an ủi tự dưng CD nhận ra cái tiếng tắc lưỡi của Dante nghe rất quen Giống hết cái tên thì thầm bắt anh từ vụ thảm sát Giá mà Sidic không trợn mắt lên nhìn kiểu bố mày biết hết rồi Thì Dante đã không ra tay sớm đến thế Và lúc này chúng ta biết được Dante chính là gian tế của Alpha Hắn là một tên người mới nên là Lydia không biết mặt Nhiệm vụ của hắn là trà trộn vào Alexandria Cung cấp thông tin Thêm vào đó là châm ngòi ly rán Gạt cần làm bật nước Bịt mũi người già Đúng lúc này Rosita sang tìm Sidic Thế là Dante tấn công cố luôn May mà Rosita vẫn dãy được Thế là chuyện Dante là gián điệp lộ ra thì vẫn chờ đợi Gamma ở chỗ cũ. Lúc này thì cô đòi gặp cháu trai là cái đứa bé được Hugh Top cứu. Đổi lại thì cô ta sẽ cung cấp thông tin. Aaron mang vị trí của bầy zombie về cho Daryl và Carol. Giờ thì Dante đã bị bắt nên là Alpha sẽ không biết là thông tin đã bị lộ. Thế là họ quyết định là một pha đột kích. Trong lúc này Michonne vẫn đang đi đến Ocean Side, tạt ngang qua một thư viện để đem sách bị cho trẻ con chắc đây là cái thứ tích cực nhất của ngày tận thế cái gì cũng miễn phí Michon lúc này cũng nhận được một tin nhắn từ Dero trong lúc đó thì lúc được một người lạ mặt cứu nhưng mà người này lại chạy đi luôn bỏ cả ba lô ở lại Michon quyết định đến Ocean Side giải quyết rồi về nhà luôn cơ mà đến Ocean Side thì người lạ kia lại xuất hiện và bị bắt khi mà cố gắng trộm một chiếc thuyền đúng lúc đấy có đàn zombie xuất hiện và thế là anh lại mặt chạy luôn cơ mà bị Judith chặn lại Chúng ta biết được là ông này tên là Virgil Bảo là cần một chiếc thuyền để về nhà Và ông này đã chạm đến cái keyword là lòng nhân từ Làm cho Michonne nhớ đến Rick lúc anh ta tha thứ cho Negan Virgil bảo là cộng đồng của ông này sống ở một căn cứ hải quân Và có thể trao đổi vũ khí với Michonne nếu mà cô đưa anh về Thế là Michonne ok Lúc này thì một đội được tập hợp để đột kích lãnh thổ của Alpha Nhưng mà khi đến nơi thì chả có con zombie nào Daryl quyết định là chuyển kế hoạch qua tìm Lydia Đột nhiên Alpha xuất hiện và thế là Carol lập tức đuổi theo không suy nghĩ Alpha chui vào một cái hang, Carol cũng chui theo luôn Thế là những người khác biết thừa đấy là cái bẫy cũng phải chạy theo sau Dero đi vào cuối cùng và anh sể chân ngã xuống một tảng đá cái đội đột kích đều đứng ở đó và ngay ở phía dưới chân chính là bầy zombie mà họ đang tìm kiếm đây là cái bẫy của alpha và giờ thì trèo lên không được chỉ còn cách là nhảy qua các khối đá cao để sang phía bên kia wow, ít nhất thì bên đấy có đường đi Dero dùng que diêm để xác định xem là đường nào có gió thì đi đường đấy Carol thì đang gặp phải vấn đề vì bệnh sợ không gian hẹp magna thì khó chịu để vì Carol quá ngu mà lao vào cái bẫy như thế này lúc này thì alpha đã quay lại bầy và liền tìm đến gamma và beta để yêu cầu tăng cảnh giới tìm ra gián điệp đã làm lộ nguồn tin nhóm đột kích thì đang nghỉ ngơi trong hang động carol muốn xin lỗi dero để vì cô quá nôn nóng trả thù dero thì quá mệt mỏi với việc là phải làm bảo mẫu cho tất cả mọi người thôi đột nhiên lũ thì thầm tấn công làm cho cả nhóm phải gấp rút di chuyển may là trên vách đá có đánh dấu đường ra lúc này thì bên ngoài negan mắt sáng giáng sinh đã nhìn ra ngay kẻ phản bội là gamma và báo cho alpha bên ngoài thì alpha bảo không tin nhưng mà nghi ngờ cũng đã xuất hiện trong đầu quay lại trong hang thì họ phải chui qua một cái khe đá mỗi tuần là carol sợ không gian hẹp căng thẳng hơn là bọn zombie bám ngay đằng sau. Mà bên dưới thì cũng là một đàn zombie. Họ đi đường khác thì phát hiện ra một hầm mỏ cũ và có một lối ra bên trên nhỏ tí. Kelly tìm ra một hộp thuốc nổ nhưng mà không ai dám dùng vì sợ sập hầm. Thế là mọi người phải quay lại đào đất như là mấy clip YouTube. Lúc này ở bên ngoài Alpha đã phát hiện ra Gamma phản bội và ra lệnh cho Beta phải bắt sống về và để thưởng cho chiến công chỉ điểm thì Negan được một buổi với con đầu đàn quay lại với hầm mỏ cả nhóm đã đục được một lỗ bên trên mặt đất có mà carol đã biến mất với một quả pháo cô muốn quay lại chỗ vực để nổ hết đống zombie bên dưới nhưng mà lại xảy chân rơi xuống dưới may mà có daryl đến cứu nhưng mà quả bom thì vẫn rơi xuống và vụ nổ làm cho hầm mỏ bắt đầu sụp xuống jerry và aaron cố dùng thân đỡ một cột trống cho mọi người trèo ra kelly lên được mặt đất thì lũ thì thầm chạy đến tấn công ở dưới hầm thì cũng xuất hiện zombie và tóm lại là magna và coni không thoát ra nổi nhưng mà cũng không chết daryl đoạn này rồi tức lắm rồi không chịu nổi mấy trò ngu của carol nữa rồi thế là tình bạn cả hai dạng đất từ đây trong lúc đó thì Gamma đã đến Alexandria xin hàng và cung cấp thông tin để họ cứu Eren đồng thời xin được gặp cháu trai. Gabriel thì quyết là đánh ngục trước rồi rồi nói gì nói sau. Gamma bị tống vào nhà tù ở Alexandria và bị Gabriel thẩm vấn. Tay này tuy mù một mắt nhưng mà vẫn đọc thấu tâm ca nhân vật phụ. Cha xứ bảo là Gamma đang giấu giếm một cái gì đấy. Thế là Gamma phải kể ra chuyện là cô em gái mình bị hại, nhưng mà giờ thì hối hận lắm rồi. Quay lại với Daryl, anh định đột kích cửa hang để qua lại hầm mỏ, nhưng mà Alpha dẫn đàn zombie di chuyển ra nơi khác nên đánh thôi. Anh chuẩn qua tập kích Alpha khiến ba tay bị thương nặng nhưng mà vì muốn kiếm thông tin về đường ra vào cái hang là Daryl không xử luôn, thế là bị bẫy đâm một con dao vào chân. Anh lết đến, trốn ở một trạm xăng. May mà Alpha cũng đuổi sát theo sau, và bà này khôn phết không lao vào mỗi thằng một mạng mà là tạo tiếng gọi kéo mấy con zombie đến bắt Daryl và chật vật đánh nhau. Lúc này thì Alexandria cử một đội quân đến cứu trợ nhóm Aaron, mà Alpha thì cũng dồn một đàn zombie để chặn họ lại. Thế là trong lúc Alexandria yếu nhất, Beta đột nhập vào trong qua cái mộ mà đang tây đào đi tàn tình nhà để tạo ra sắc sống làm sao nhãng đội bảo vệ tạo điều kiện cho hắn tìm gamma nhưng mà cô này không muốn trở về mà beta lại muốn giữ cô này sống sót sau một hồi rượt đuổi gamma đành phải đi theo beta để giữ cho mọi người sống nhưng mà hắn lại gặp phải đội quân của gabriel đang quay về thế là gamma được cứu Trong lúc đấy thì cuộc chiến của alpha và daryl chưa kết thúc mà chuyển sang võ mồm. cơ mà lydia bất ngờ xuất hiện và chọn cứu daryl bỏ mặc mẹ mình ở lại nhóm của aaron thì đã về được alexandria daryl thì được lydia chăm sóc Alpha thì được bày thì thầm đến cứu, tóm lại là ai về nhà nấy. Sau vụ tìm gián điệp thì Negan đã lên chức là được đánh Alpha, thường thì chỉ có beta được làm thôi Eugene thì càng thân thiết hơn với cô gái bên radio lúc này thì Aaron đưa Gamma đến Hilltop để xin ông thợ rèn cho cô gặp cháu trai nhưng mà ông này và Arden không đồng ý Ezekiel thì tìm đến Carol để nói chuyện an ủi Kelly thì quyết tâm ra ngoài để tìm Magna và Connie nhưng mà Daryl đã quay về với Lydia cùng tin tức là Alpha đã khai chiến lúc này Rosita đến thăm Eugene và lỡ trả lời cô gái bên kia radio thế là Eugene phát khùng lên và cô gái bên kia radio cũng không liên lạc lại nữa những người khác thì lo lắng cho cuộc chiến sắp diễn ra và họ quyết định tử thủ tại Hilltop nhưng mà trẻ con thì phải được đưa đến Ocean Side trước. Cơ mà đường đi lại bị chặn lại. Dero nhận ra là cái bài cũ mà Negan đã làm năm xưa, thế nên là kế hoạch đơn giản là tử thủ thôi. Gamma muốn gặp đứa cháu Adam trước cuộc chiến nhưng mà Adam nhất quyết không cho. Rosita thì mò đến xin lỗi Eugene và dò hỏi về cô gái radio. Sau khi nghe chuyện thì Rosita chắc chắn là hai bên thích nhau rồi. Tại vì tận thế chả đỡ nào rảnh mà ngồi nói chuyện trái máy như thế. Carol thì tìm đến Lydia để xin lỗi và trước giờ chiến đấu Eugene đã liên lại được với cô gái bên kia và xét được quả lịch hẹn gặp mặt sau một tuần Tất cả đều nice Trừ mối quan hệ giữa Daryl và Carol Và cuối cùng thì chúng ta đến với Final Way của Plan and Zombie Hilltop đã chuẩn bị kỹ càng hàng rào để chặn chúng lại Xong rồi tính là cứ đứng sau an toàn để dọn quái thôi Nhưng mà Beta cho ném một loạt nhựa thông vào bên trong Rồi châm lửa thiêu rụi hàng rào Bên trong Hilltop cũng tràn đầy mũi tên lửa và thế là Hilltop thất thủ Alpha chiến thắng nhưng mà vẫn chưa tìm được Lydia Người dân Hilltop thì tan đàn sẽ nghé Và Negan thì túm được Lydia Arden, Kelly và Gamma đi cùng nhau Gamma muốn bế vào dỗ Adam nhưng mà Arden Nhất quyết không cho Nhưng mà thằng bé khóc hoa nên phải đồng ý Nhưng hạnh phúc của Gamma cũng chẳng được lâu Đám zombie đột nhiên xuất hiện một đống Thế là Gamma quyết định hy sinh bản thân để dụ chúng đi Mà đàn zombie này là kế hoạch của Beta để xử lý cô Lúc này ở phía nhóm của Carol Eugene đang loay hoay với đài radio Yumiko thì tìm được Magna còn sống Thế là cô biết chuyện và quay ra đấm Carol Cơ mà Magna trải qua sinh tử thì cũng chả giận dỗi gì nữa Daryl dẫn một nhóm khá đông đến điểm hẹn sơ tán trẻ nhỏ Nhưng mà lại không có một ai ở đấy cả Thế thì đám trẻ đang ở đâu Hóa ra là bọn trẻ lạc mất Ezekiel Nên ông thợ rèn đã dẫn chúng trốn đi Nhưng ông này bị cắn vào tay rồi Và vết cắn thì cũng đã quá lâu Nên là ông đã mất cơ hội làm dương quá rồi Judith thì là đứa duy nhất biết điều này Nên là ông già bảo là con bé hãy bảo vệ những đứa còn lại khỏi chính ông Lúc này đám Daryl quay lại Hilltop và tìm thấy Ezekiel Và thế là biết được đám trẻ đang ở với ông thợ rèn Họ tìm được nơi trú ẩn và cũng thấy Judith đang nức nở bên cạnh xác của ông thợ rèn. Con bé chặt zombie như là NPC nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là một đứa bé. Trong lúc này Negan tìm đến Alpha và báo là đã tìm được Lydia. Cô bé đang bị trói chặt trong một cái nhà kho. Negan dẫn bà này đến đó nhưng mà Lydia thực ra đang ở một cái kho khác. Còn đây là một cái bẫy và chủ mưu là Carol bày ra. Thế là xong, Alpha đi rồi nha. Còn Michon bây giờ thì vừa mới đặt chân lên đảo của Virgil rất là suốt ruột muốn đi nhanh bao nhiêu thì Virgil lại bình tĩnh nhặt hoa hái cỏ bấy nhiêu. Càng đi thì Michon son càng thấy lạ thì vì chả thấy ai cả lạ hơn là vợ con của Virgil đã được đào hố sẵn rồi hòn đảo đã bị một đám người bạo lực càn quét qua nên thật ra là Virgil muốn nhờ Michon chuyện khác nhưng mà vẫn cứ lảng tránh không nói ra Michon đành cố giúp tại vì đống vũ khí mà tên này hứa hẹn cô dọn sạch một tòa nhà theo yêu cầu và tìm được vợ của Virgil đang treo đo lửng trong đấy Michon giúp anh an táng cho vợ và đòi chỉ luôn cho vũ khí đi cho đỡ lằng nhằng nhưng mà Virgil bảo là thôi nghỉ ngơi qua đêm đã với quá nhiều điều nghi ngờ Michon quyết định tự tìm xung quanh ngay trong đêm đó tòa nhà họ đang ở là một cơ sở thí nghiệm và Michon nghe thấy có tiếng của người khác đúng lúc đấy thì Virgil phát hiện và trong đầy tiếc nuối phải nhốt Michon lại đến ngày hôm sau những người bị nhốt ở phòng bên cạnh bắt chuyện với Michon ba họ từng là đồng nghiệp của Virgil trong đến ngày Nhân số đảo tăng lên Lương thực thiếu thốn đã gây ra nội chiến Dù là mấy ông bị nhốt trong này trông vẫn béo tốt phết Virgil đã khóa hết tất cả Trong một tòa nhà mà không biết là vợ con mình cũng ở đó Tóm lại là Virgil sai và bắt tất cả phải chịu khổ Virgil bắt đầu đánh thuốc cho Michonne Qua nước uống Khiến cô bắt đầu tự chơi trò What If Nếu ngày đó Michonne không cứu Andrea thì sao Nếu ngày đó cô kêu cứu, cứu Rick mà không được cứu thì sao Nếu ngày đó cô được Negan cứu thì sao Michonne cố gắng phun hết tất cả các thứ ra ngoài Virgil tưởng là cô này vẫn đê mê nên là vào phòng giam nói chuyện Và ai ngờ là Michonne vẫn đủ sức đập cho ra bã Michonne thả luôn ba người còn lại ra Nhưng mà Virgil đã tiện tay đốt luôn cái thuyền để Michonne không về được Rất một hồi truy đuổi Virgil bị bắt lại Nhưng mà Michonne vẫn tha thứ cho hắn Tại vì cô nhận ra là tha thứ mới là công thức để bình yên Hoặc là do cô sắp nghỉ game rồi không sợ bố con thằng nào trả thù nữa Virgil khai thật là chả có cái vũ khí gì cả Nên là ông ta dẫn Michonne đến kho đồ để lấy cái gì cũng được Cơ mà thứ đáng giá nhất ở đây lại là món đồ liên quan đến Rick Thế là Michonne phát điên lên túm đầu Virgil hỏi là dây này đâu ra Thế là Virgil dẫn cô đến một con thuyền hoang Ở đấy thì Michonne tìm được chiếc điện thoại khắc hình cô và Carl ký tên Rick Dòng chữ tiếng Nhật này nghĩa là hãy tin lâu thêm một chút Michonne bắt được cái điện thoại thì quý hơn vàng Điện đàm về cho hai đứa con Và sau khi biết là chuyện Alpha đã bị xử Thì Michonne quyết định là bỏ luôn con cái đi tìm chồng Và Michonne gặp được hai người lạ trên hành trình Và gia nhập một đoàn người di cư cực lớn rồi tạm biệt Mishon để quay về với hiện thực là Alpha đã chết. Negan yêu cầu Carol đưa anh về Alexandria như người hùng, nhưng mà Carol không về đấy nữa, thế là Negan bị hớ. Lúc này thì mọi người đang ở địa điểm tập kết cùng nhau nghỉ ngơi sau trận chiến vừa rồi. Lúc này thì Eugene mới nói ra cuộc hẹn và một nhóm sẵn sàng lên đường cùng anh đến đó, bao gồm Jumiko và Ezekiel. Lúc này thì Beta nhận được tin giữ và được cả đàn tôn lên làm Alpha, nhưng mà với Beta thì Alpha vẫn còn sống nên là hắn mang đầu bạn này đi cùng vào một quán bar rồi bật nhạc quẩy cùng với zombie. Negan thì quay lại căn nhà nhốt Lydia nhưng mà người chào đón anh là Daryl Daryl bắt Negan chứng minh là Alpha đã hẹo nhưng mà cái đầu đã bị Beta mang đi mất rồi may là đúng lúc đấy thì vài tên Whisperer xuất hiện và muốn tôn Negan lên làm Alpha mới sẽ là giúp Negan chứng tỏ mọi chuyện luôn và mấy tên thì thầm thì hoàn thành trách nhiệm rồi tèo thôi Negan thì còn kể là quyết định của Carol và tranh thủ ở tâm sự một tí để Daryl bảo kê cho về Alexandria Carol thì bắt đầu hành trình cô đơn và bóng ma Alpha thì cứ xuất hiện tranh cãi quan điểm đạo đức các thứ phim này thì loanh quanh mỗi cách này để thể hiện là nhân vật đang đấu tranh nội tâm thôi tóm lại lại là Carol vẫn đang tự trách để bị gây hại cho mọi người vì quá nóng lòng giải quyết Alpha. Carol tìm đến một cái tròi nhỏ để nghỉ ngơi thì cái mái nhà bị sập xuống. Sáng hôm sau Carol tỉnh dậy và nhận ra là một mình thì buồn vãi nên là sau khi thoát ra khỏi đống đổ nát quyết định về nhà thôi. Trong lúc này nhóm của Ezekiel đang nghỉ lại đêm thì con ngựa của nhà vua bị đột tử. Ezekiel tức cảnh sinh tình nghĩ là bản thân chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa nhưng may mà có đồng đội để bên cạnh vực dậy tinh thần. Sáng hôm sau ba người đến một thành phố bên trong để vắng tanh, chả có ma nào chỉ có vài con zombie nhét vào hoàn cảnh. Và tác giả của những cái này lại chính là cô con gái trông như kinh công mặc đồ hồng Quay lại với Beta thì sau một đêm thác loạn Hắn quyết định là dung hợp Alpha vào chiếc mặt nạ và quyết tâm báo thù Ở nhóm của Eugene thì cô gái kia tự gọi mình là Princess Nghe có vẻ là hợp với Ezekiel Princess ở một mình quá lâu nên là bị dở hơi Nổ súng bắn zombie khiến ngựa sợ chạy đi hết Nên là cả bọn đành phải hỏi xem là Princess có xe cộ gì không Thế là Princess dẫn họ băng qua một bãi mìn nhưng mà Eugene nhận ra là họ đang đi lòng vòng Và hóa ra là Princess gặp được người sống vui quá Nên là muốn kéo dài thời gian bên nhau Lý do đấy khiến nhóm Eugene điên lắm Cho đến khi cả nhóm biết là Princess dẫn họ đến một kho xe đạp Thôi thì mèo mó có ăn không Jumiko quyết định rủ Princess đi cùng cho nó vui Trong lúc đấy thì Beta dẫn quân đến Alexandria Nhưng mà ở đây vườn không nhà trống Tại vì ba cộng đồng đã chuyển hết đến một bệnh viện Để phòng ngừa Beta tấn công Chỉ có Aden và Aaron ở lại để theo dõi tình hình Và tìm cách dụ đàn zombie chuyển hướng đến Oceanside Nhưng mà Beta Beta khôn lắm Mò được đúng hướng đi đến bệnh viện Arden và Iron thì cũng bị bắt lại Không cho quay về thông báo Thế là đàn zombie khổng lồ ập đến bệnh viện Lúc này thì Gabriel trấn an những đứa nhóc là bốn cộng đồng sẽ cùng nhau vượt qua Tại vì còn có cả những người đang ở bên ngoài nữa Như là đám Daryl đang trốn chu trốn lủi này Bọn Eugene thì vẫn đang đạp xe như ông bà anh ngày xưa chưa có tivi này Aaron và Arden thì đang chật vật chạy khỏi lũ thi thầm và Maggie, Maggie quay trở lại, kế hoạch của cộng đồng là dụ đám zombie ra xa, tạo điều kiện cho những người còn lại chạy đến địa điểm an toàn khác. Uh, Mấu chốt ở đây là phải mang bộ loang này đi xuyên qua bầy xác sống. Đó uh, cách giải quyết thì Rick đã bày từ mùa 1 rồi. Rồi thì cứ thế mà làm theo thôi Lydia giúp chỉ điểm bọn thì thầm trong đám đông Để bảo vệ phe ta an toàn đi qua Lúc này thì một đám thì thầm cũng lẻn được vào tòa nhà Gabriel ra lệnh cho mọi người rút lui Negan đưa cho Lydia chiếc mặt nạ ra người Rồi bảo cô bé đi theo tiếng gọi nơi hoang dã đi Lúc này thì có một người trong đội vận chuyển loa bị hạ May mà Lydia nhặt được đồ rồi bám đi theo sau Carol Thế là bộ loa được đưa ra ngoài an toàn Họ bắt đầu dùng nó để dụ bầy zombie đi Nhưng mà chỉ được một phần của đoạn đường Thì lũ thì thầm chiếm được xe chở loa Giờ thì đám zombie lại quay lại tòa nhà Daryl rồi quyết định quay về xử hết bọn thì thầm trước đã Lydia thì tự nguyện dẫn bọn zombie đi khi xong chuyện Lúc này thì tất cả mọi người đã di tản gần hết Chỉ còn lại Gabriel ở lại bảo vệ dây thừng cho người khác treo xuống và lúc này thì chúng ta tưởng là cha xứ sắp hết hợp đồng rồi thì ma khi xuất hiện cùng với cộng đồng mới cứu nép trong lúc này đám Daryl trà trộn vào bầy zombie để ám sát lũ thi thầm Riêng Negan thì tìm đến Beta luôn Phối hợp với Daryl và hạ ục được tên đứng thứ hai của bầy Thế là cuộc chiến với lũ thi thầm thực sự đã chấm dứt Sau đó là công việc của Lydia Dẫn bầy zombie đến một bờ vực và hy sinh bản thân để chúng lao thẳng xuống dưới Nhưng mà Carol đổi chỗ cho cô bé Tại vì Carol muốn chuộc lại những lỗi lầm thời gian vừa qua Nhưng mà Lydia lại kéo cô lại rồi cả hai núp dưới một hòn đá Lydia thì nói là cả hai đều đáng sống Tôi thì thế là cả hai có cần hy sinh để dụ đám zombie đâu Chúng nó vẫn tự lao đầu xuống vực hết cơ mà Thế là mọi chuyện giải quyết xong nhưng mà tình bạn của đôi này thì chưa Lúc này thì tin vui là Connie còn sống và cô được Virgil cứu giúp. Đám của Eugene thì đã đến được sân ga điểm hẹn nhưng mà trời đã tối rồi, đằng gái chắc là bỏ về mất rồi. Nhưng mà đột nhiên đại bật bốn phía, một đội quân như bước ra từ xa qua bao vây lấy họ. Lúc này thì ở nhà cũng căng thẳng chả kém vì Mark Ghi giờ suốt ngày phải chạm mặt với Negan. Chính ra là những người hận Negan giờ đã tèo hoặc là giờ đi cả rồi. Có mỗi là Mark Ghi phải quay lại hàn học tiếp thôi. Và như đã nói thì Mark Ghi còn mang thêm một cộng đồng khác về. Mỗi tội là Hugh chóp rồi tanh bánh mất rồi. Carol lập tức nhận hết lỗi. Dù gì thì Carol cũng là người thả Negan ra. Thế là Mark Ghi đành đem người đến Alexandria. Dero thì cùng Maggie đi đón người, Kelly đòi đi theo để kiếm Connie, nhưng mà nơi ở tạm của cộng đồng kia đã bị tấn công. Tóm lại là Maggie đã mang theo kẻ thù về đến đây, gọi là bọn Rippers. Họ bắt đầu tản ra để tìm kiếm những người sống sót. Sau một thời gian lùng sục thì Dero tìm thấy vài người và biết được chuyện xảy ra tối qua và quan trọng nhất là biết tin con trai Maggie, Hershel vẫn còn sống. <laughs> Mấy ông Mỹ là hài phết lấy tên bố đặt tên con. Đúng lúc đấy thì một tên ngã vật ra vì bị trúng đạn bắn tỉa. Dero lập tức dẫn những người còn lại chạy trốn lợi dụng địa hình để chế tầm bắn nhưng mà từng người vẫn bị hạ gục may là cuối cùng thì cũng biết được vị trí tên bắn tỉa tên này là một quân nhân chuyên nghiệp trang bị đủ tận răng đủ sức cân cả hai chiến binh kỳ cựu nhưng mà cân năm cân sáu đấy chỉ có phim diệp vấn thôi maggie muốn bắt sống để lấy thông tin nhưng mà tên này cắn bom tự hủy luôn may mà bọn ripper này chỉ cử đi một tên thôi nên là maggie giờ thoải mái đi tìm con và đây là thằng cu thế là cả lũ quay về alexandria chả biết là có cứu thêm được cái mống nào không cuộc sống ở alexandria bây giờ thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả nên là tập này sẽ nói về daryl và carol hôm nay cả hai cùng nhau đi săn dọc con sông mà Rick mất tích thì bỗng nhiên con chó của Daryl chạy sộc đến một căn nhà và đấy là nơi chủ cũ của con chó từng sống cũng là người yêu cũ của Daryl luôn nhìn những cảnh còn người mất cộng thêm việc là Carol mới chuyện Daryl quyết định kể hết luôn là 5 năm trước cái ngày mà Daryl mải mê đi tìm Rick thì bất chợt một con chó chạy đến thân thiết như thật và con chó đến tí đi luôn để lại Daryl cô đơn về cái lán tạm ngồi dò bản đồ xem mà sông còn chỗ nào bị sót không thi thoảng Carol đến tìm anh cập nhật tình hình với lại đưa một ít đồ tiếp tế đến tận một năm sau Daryl mới tìm đến căn nhà kia mà gặp mặt Leah chủ của con chó và tất nhiên lúc này mối quan hệ của hai bên là dây thừng và súng nhưng mà bạn của chó thì cũng là bạn nên là Lia thả cho Daryl đi và cũng nhờ con chó mà hai bên gần nhau hơn dần dà kéo từ 15 cm về không nhưng mà mọi chuyện dần toang vì Rick tại vì anh bị Jadis mang đi thì không ai biết làm cho Daryl cứ lao đầu vào tìm kiếm khiến Leia không chịu được thế là đường ai nấy đi nhưng mà con chó thì lại chọn đi theo Daryl quay trở về hiện thực Carol an ủi anh là đừng có trách bản thân mỗi khi mà có người biến mất như vậy Daryl bảo không con đi mất tích là tại cô cơ mà thế là cả hai lại cãi nhau Daryl bắt đầu sổ hết những khó chịu trong người ra Carol thì dỗi để vì cô tin mình làm đúng và tình bạn của cả hai lại tiếp tục dạn nứt trong lúc đó thì Gabriel và Aaron đang ra ngoài tìm đồ tập này cũng chả có gì lắm hai người đi theo bản đồ của Maggie nhưng mà không thấy đồ gì và may tìm được một cái kho bắt được một con lợn rừng tìm được rượu thế là có một tối bét nhè sáng hôm sau cái chủ kho xuất hiện bắt hai người chơi trò nhét một viên đạn vào ổ súng quay rồi cho Aaron và Gabriel chơi sổ số hai người để hết lòng khuyên bảo tên chủ kho thả ra tên chủ kho sống lâu mà ngu thế là nghe lời Gabriel nên là tèo quay lại với mạch chuyện chính nhóm của Eugene bị bắt lại mỗi người bị nhốt vào một khoang tàu và chúng ta được đi theo góc nhìn của Princess khoang tàu của cô thì có một khe nhỏ hướng sang khoang nhốt Jumiko thế là cô biết là Jumiko bị thương nhưng mà không giúp được gì cả đến sáng hôm sau Princess lại phát hiện ra khoang của cô có một lỗ thủng được vá đơn giản thế là cô chui ra ngoài và tìm thấy Eugene Eugene thì lại khuyên Princess là đừng có làm cái gì đần độn cả rồi thì có trốn thì có đánh lại được đâu thế là cô lại quay về và sau đó bị đưa đi thẩm vấn nhưng mà thái độ lại lồi lõm không chịu hợp tác lại bị đánh về khoang tàu sáng hôm sau là Ezekiel mò đến khoang của cô và cùng nhau tấn công một tên lính để thoát ra nhưng mà Princess đã nhận ra là cô bị ảo giác và đó là hệ quả của việc cô đơn quá lâu chắc thế thậm chí là cái lỗ cô nói chuyện với Yumiko cũng là giả thế là Princess nhận ra là phản kháng này đần vãi thế là thôi ngoan ngoan xem mọi chuyện như thế nào. Cứ mà bọn của Eugene thì đã bị chùm đầu giải đến ngay bên ngoài cửa và Princess cũng bị chùm đầu lại bọn họ đi về đâu thì cái này phần sau mới biết sang đến tập sau thì là vấn đề của Carol và Daryl và tóm cái máy lại là cả một tập để hai bên vẫn giận nhau và câu chuyện cuối cùng của mùa này là Negan anh này rất là bối rối khi mà phải sống cùng Maggie nên là Carol dẫn anh bỏ ra ngoài sống cho thoải mái Negan quyết định là quay lại nơi bị Rick đánh bại để tìm cây gậy bóng chày và bắt đầu nhớ lại ký ức về vợ từ trước tận thế thì Negan là một giáo viên thể dục bị đuổi việc vì tội đánh nhau nhưng mà vẫn thẳng tay mua cái áo da đắt gấp đôi thế là Lucille vợ anh cực kỳ bực đã thế lưu còn biết tin bị ung thư và bị cắm sừng cùng một ngày cơ mà sau vụ đấy thì Negan hoàn lương luôn thậm chí là tận thế rồi vẫn tìm cách chữa bệnh cho vợ thuốc thang thì luôn phải bảo quản trong tủ lạnh nên là anh phải kiếm dầu liên tục cho máy phát điện nhưng mà nguyên liệu thì cũng đến ngày phải hết thế là thuốc thang các thứ hỏng hết Negan buộc phải đổi kích xe y tế lưu động để lấy thuốc nhưng mà bị con gái bác sĩ hạ gục sau khi nghe được lý do của Negan thì tay bác sĩ quyết định đưa anh thuốc và cho anh một băng đạn và một cây gậy bóng chày đen một nỗi là Negan bị một đám bắt lại và bắt anh phải khai ra vị trí của đám bác sĩ Nếu không thì sẽ làm hỏng hết thuốc của Lucille Negan đành phải bán đứng bác sĩ để cứu vợ Nhưng mà về đến nhà thì Lucille chỉ còn là một con xác sống Cô không chịu được cô đơn nên đã chọn tự sát Từ lúc đấy thì trái tim của Negan đã chết Ông phóng hỏa căn nhà, rồi vác cậy bóng chày đi trả thù Từ thời khắc đó, Negan, thủ lĩnh của Xavier đã xuất hiện Nhưng mà Negan hiện tại thì khác rồi Đã tìm được lại bản tính Và đúng như Glenn đã nói Kẻ giữ được bản tính trong tận thế mới là kẻ sinh tồn thực sự Và Negan quyết định quay về Alexandria Chọn cách sống đối mặt với Maggie Và câu chuyện của Negan đã kết thúc phần 10 Tôi là Vui Vẻ Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại Tuần sau là mùa cuối rồi woo